Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cho băng tần 57.19 tại Nam Cali, 16.12 tại Bắc Cali cũng như trên Galaxy 19 và trên mạng qua địa chỉ ibctv.us. Chúng tôi là Thiện Định và Xuân Anh, xin kính chào quý vị. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức nổi bật trong phần tin thế giới cũng như Hoa Kỳ. Liên Âu đồng ý trừng phạt nhiều hơn đối với Nga, tài trợ cho Ukraine. Nga lại bắn hỏa tiễn ồ ạt vào Ukraine, gây ra cắt điện khẩn cấp. Thủy cung khổng lồ ở Berlin bị vỡ tung, 1 triệu lít nước tràn ra đường. Hỏa tiễn SpaceX đưa vệ tinh đầu tiên chuyên khảo sát về nước trên toàn cầu vào quỹ đạo. Hoa Kỳ tái tục cấp phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho dân. Và bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của xuất ngôn viên Tiền Định. Cảm ơn Xuân Anh. Chúng tôi xin được mở đầu với bản tin liên quan tới cuộc chiến giữa Ukraine và Nga. Là Liên Âu vừa đồng ý trừng phạt nhiều hơn đối với Nga, cũng như tài trợ thêm cho Ukraine. Các nhà lãnh đạo Liên Âu đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh vào cuối cùng của năm 2022 vào hôm thứ Năm, với sự thỏa thuận cung cấp tài khoản tài chính trị giá lên tới 18 tỷ Âu Kim cho Ukraine vào năm tới, và áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, khi mà Liên Âu cũng chuẩn bị hạn chế giá khí đốt tự nhiên và hỗ trợ ngành công nghiệp. Ba Lan đã rút lại những lời phản đối vào phút cuối đối với thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu, bỏ chặn toàn bộ gói thỏa thuận kết hợp bao gồm khoản vay cho Ukraine bị Nga xâm chiếm gần 10 tháng trước. Các nhà lãnh đạo của Liên Âu cũng đã đồng ý gói trừng phạt thứ 9 đối với mặt tư khoa vì đã mở cuộc chiến với Ukraine, đưa thêm gần 200 người vào danh sách đen và cấm đầu tư vào các ngành khai thác mỏ của Nga cùng với các ngành khác. Quyết định đòi hỏi sự thống nhất này được đưa ra sau khi Ba Lan và Lithuania cảnh giác rằng các ngoại lệ được đề nghị đối với an ninh lương thực trên thực tế có thể mang lại lợi ích cho nhóm chính trị của Nga trong lĩnh vực kinh doanh về phân bón. Với việc giảm hệ thống sưởi trong các tòa nhà của Liên Âu, thì các biện pháp tiết kiệm năng lượng, một số các nhà lãnh đạo được nhìn thấy đang run rẩy quấn khăn choàng lớn khi họ tụ họp để thảo luận về phản ứng của họ đối với đạo luật giảm lạm phát của Hoa Kỳ. Khoản giảm thuế trị giá tới 430 tỷ Mỹ Kim cho năng lượng xanh. Trong khi đó, Nga lại bắn hỏa tiễn ồ ạt vào Ukraine, gây ra cắt điện khẩn cấp. Thưa quý vị, các viên chức của Ukraine đã cho biết, Nga đã bắn hơn 70 hỏa tiễn vào giờ cao điểm trong buổi sáng ngày thứ Sáu, tức là ngày 16 tháng 12, là một trong những cuộc pháo kích lớn nhất vào Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến tranh, buộc Kyiv phải cắt điện khẩn cấp trên toàn quốc. Lực lượng không quân của Ukraine đã cho biết Nga đã điều máy bay chiến đấu đến gần Ukraine để cố gắng đánh lạc hướng lực lượng phòng không của nước này. Tư lệnh của quân đội Ukraine còn cho hay 60 trên 76 hỏa tiễn của Nga đã bị bắn hạ, nhưng Bộ trưởng Năng lượng German Galushenko đã cho hay ít nhất 9 cơ sở sản xuất điện đã bị đánh trúng. Hai người thiệt mạng khi một căn chung cư bị trúng đạn ở Kryvyi thuộc miền Trung và một người khác đã thiệt mạng vì pháo kích ở Kherson ở miền Nam. Các viên chức do Nga dựng lên ở miền đông Ukraine đã bị chiếm đóng cho biết 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Ukraine, và Nga đã dội mưa hỏa tiễn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine gần như hàng tuần kể từ đầu tháng 10. Sau khi Nga chịu một số thất bại trên chiến trường, những cuộc tấn công hôm ngày 16 tháng 12 dường như đã gây ra nhiều thiệt hại hơn nhiều cuộc tấn công khác, và nhiều nơi đang trong tình trạng có băng và tuyết. Kyiv cũng cảnh giác vào tối ngày 15 tháng 12 rằng mặt tư khoa đã có kế hoạch về một cuộc tấn công toàn lực mới vào đầu năm tới, khoảng một năm sau cuộc xâm lược nổ ra vào ngày 24 tháng 2, là cuộc tấn công đã phá hủy các khu vực rộng lớn của Ukraine. Nhưng mặt tư khoa không giành được quyền kiểm soát đất đai là bao. Và cũng liên quan tới cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong việc truy vết chuỗi cung cấp các máy bay viễn khiển giết người của Nga. Hàng trăm chiếc máy bay viễn khiển của Nga vần vũ trên chiến trường Ukraine là nhờ một chuỗi cung ứng linh hoạt, né tránh lệnh trừng phạt, thường được điều hành thông qua một văn phòng tồi tàn ở phía trên một khu chợ ở Hồng Kông
và đôi khi được vận hành thông qua một ngôi nhà trát vữa màu vàng ở ngoại ô của tiểu bang Florida ở Hoa Kỳ. Máy bay viễn khiển có tên là Ó Biển hay còn gọi là Olan số 10 là một sát thủ đánh lừa kỹ nghệ tương đối thấp và rẻ tiền, đã hướng dẫn phần lớn trong số 20.000 quả đạn pháo mà Nga đã bắn hàng ngày vào các vị trí của Ukraine trong năm 2022, giết chết lên tới cả 100 binh sĩ mỗi ngày, theo các cấp chỉ huy của Ukraine cho biết. Một cuộc điều tra của thông tấn Reuters và iStories là một cơ quan truyền thông của Nga phối hợp với Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, một tổ chức cố vấn quốc phòng ở London, đã phát hiện ra một dấu vết hậu cần kéo dài toàn cầu và kết thúc tại dây chuyền sản xuất ở Orlen, là trung tâm kỹ nghệ đặc biệt ở thành phố Peterburg của Liên bang Nga. Dựa trên hồ sơ thuế quan và hồ sơ ngân hàng của Nga thì cuộc điều tra đánh dấu lần đầu tiên một lộ trình cung cấp kỹ nghệ Hoa Kỳ được lần dấu vết tới tận nhà sản xuất Nga, nơi sản xuất ra hệ thống vũ khí dùng ở Ukraine. Trong số các nhà cung cấp quan trọng nhất cho chương trình máy bay viễn khiển của Nga là một nhà xuất cảng có trụ sở tại Hồng Kông, công ty có tên là Asia Pacific Links. Theo hồ sơ tài chính và thuế quan của Nga đã cung cấp hàng triệu Mỹ Kim các linh kiện, mặc dù không bao giờ trực tiếp. Và mới đây, một thông tin đã cho hay số ký giả bị bỏ tù trên thế giới đã tăng kỷ lục trong năm qua. Hình sự hóa nghề báo đang gia tăng trên toàn cầu với con số kỷ lục 363 ký giả bị bỏ tù, theo dữ liệu được công bố hôm ngày 14 tháng 12. Trong một cuộc thống kê hàng năm về số nhà báo bị bỏ tù vì bị trả thù, Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở tại New York đã ghi nhận con số cao nhất kể từ khi họ bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1992. Con số 363 người bị bỏ tù tính đến nửa đêm ngày 1 tháng 12 là tăng 20% so với năm ngoái, theo báo cáo cho biết. Ông Carlos Martinez de la Sena, giám đốc chương trình tại CPJ, đã nói với đài VOA khi thảo luận về sự gia tăng các vụ bắt bớ và tấn công giới truyền thông rằng bỏ tù là biểu hiện hiện cực đoan nhất của xu hướng này, nhưng đó không phải là điều duy nhất. CPJ nói các quy định mơ hồ và các luật lệ mới cấm tin giả đã khiến tác nghiệp báo chí trở thành hành vi phạm tội bị trừng phạt ở một số quốc gia, trong khi phần software gián điệp và các vụ án sự tội vị bán được sử dụng để bịt miệng và đe dọa các nhà báo. Nước bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới năm nay là Iran, với 62 nhà báo đang ngồi trong song sắt. 24 người trong số này là phụ nữ. Phần lớn bị bắt vì đưa tin về các cuộc biểu tình đang diễn ra khởi sự vào cuối tháng 9 năm nay, sau khi cô Mahsa Amini, một phụ nữ người Kurd 22 tuổi bị thiệt mạng trong khi bị cảnh sát câu lưu. Chính quyền Iran đã bắt giữ 71 nhà báo kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, nhưng một số người sau đó đã được thả. Và cũng liên quan tới một bản tin vừa được cập nhật thì thủy cung khổng lồ ở Berlin bị vỡ tung, làm 1 triệu lít nước tràn ra đường. Các dịch vụ về tình huống khẩn cấp cho biết là một thủy cung khổng lồ ở Berlin của Đức, trong đó có khoảng 1.500 con cá đặc biệt đã bị vỡ tung hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 12, làm tràn 1 triệu lít nước và các mảnh vỡ ra một con đường lớn ở quận Mitte, Samut. Khoảng 100 nhân viên tiền ứng đã nhanh chóng đến địa điểm này, là một khu giải trí bao gồm các khách sạn Radisson và một bảo tàng cũng như là Sea Life Berlin, được mô tả là thủy cung hình trụ đứng độc lập lớn nhất thế giới với chiều cao lên tới 14 thước. Có 2 người đã bị thương trong vụ này do các mảnh kính vỡ và các dịch vụ khẩn cấp đề nghị khoảng 350 người khách thuê trong khách sạn dọn đồ đạc và rời đi trong bối cảnh có lo ngại rằng có thể đã xảy ra hư hại về cấu trúc. Cảnh sát cho biết là xe buýt đã được điều đến để khách thuê phòng khách sạn nghỉ tạm vì nhiệt độ ngoài trời của Berlin vào khoảng buổi sáng lúc đó dao động khoảng -7 độ C. Công ty Radisson thông báo với các thành viên câu lạc bộ khách hàng thân thiết của Radisson Resorts qua email rằng Radisson Collection Hotel Berlin đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Và cũng như thường lệ, ngay sau một vài bảo trợ thân mình ngắn, số ngôn viên Thiên Định và Xuân Anh sẽ trở lại để tiếp tục gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ. Mong quý vị đón theo dõi đài truyền hình ABC để biết thêm chi tiết.